Chào bạn, tôi là Linh đây. Tiếp tục trong cái bài tập ôn thứ hai này, chúng ta sẽ hoàn thiện bảng có tên là tình hình mặt hàng. Thì trong bảng này thì chúng ta biết là gì? Thứ nhất là mã hàng, thứ hai là tháng bán và số lượng. Yêu cầu bây giờ chúng ta sẽ lấy tên hàng, đơn vị tính, đơn giá và thành tiền. Rồi, câu hỏi thứ nhất, tên hàng. Để lấy được tên hàng thì chúng ta sẽ dựa vào mã hàng ra tìm trong bảng 1, đúng ạ? Bảng 1 đây. Đây là bảng 1. Và tên hàng là cột thứ hai, mã hàng là cột thứ nhất. Để lấy được tên hàng, chúng ta dựa vào mã hàng. Và tên hàng này thì các giá trị này nằm trong cùng một cột. Cho nên chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. VLOOKUP. Thứ nhất là giá trị do tìm. Chúng ta sử dụng hàm LEFT để tách ra hai giá trị đầu. Dùng hàm left để tách ra hai giá trị đầu tiên, phẩy 2. Rồi. Tiếp tục. Bảng do tìm. Bảng do tìm là bảng chứa cột giá trị do tìm và giá trị cần lấy. Trong trường hợp này, giá trị do tìm là mã hàng thì chúng ta sẽ bôi đen mã hàng. Giá trị cần lấy là tên hàng thì chúng ta bôi đen tên hàng. Được chưa ạ? F4, phẩy. Column index number tức là vị trí cột chứa giá trị cần lấy. Tôi lấy cột tên hàng thì tôi lấy cột thứ hai tính từ trái sang. Mã hàng là cột thứ nhất, tên hàng là cột thứ hai. Tôi đánh vào đây là 2. Cách do là 0. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng cách do là 0. Bởi vì chúng ta đã sử dụng hàm left và chúng ta tách ra hai ký tự đầu. Và ở dưới bảng 1 mã hàng là hai ký tự đầu. Trên bảng chính chúng ta đã sử dụng hàm left tách ra hai giá trị đầu. Chắc chắn là giống nhau đúng không ạ? Cho nên chúng ta sử dụng cách do là 0. Rồi. Tiếp tục. Đơn vị tính. Tức là để lấy được đơn vị tính thì chúng ta sẽ dựa vào ký tự đầu tiên. Chúng ta sẽ dựa vào ký tự đầu tiên nằm trong cột mã hàng. Thì nếu ký tự đầu nằm trong cột mã hàng là SC thì đơn vị tính là hộp. Nếu là K thì đơn vị tính là cây. Còn lại là đơn vị tính là chai. Thì chúng ta thấy này, để lấy được đơn vị tính thì chúng ta sẽ dựa vào ký tự đầu nằm trong mã hàng. Nếu là S thì đơn vị tính là hộp. Rồi, nếu là K này thì đơn vị tính là cây. Còn lại các trường hợp khác là chai. Rồi, thì chúng ta thấy trong trường hợp này chúng ta sử dụng hai hàm if, có hai cái nếu, có nghĩa là có hai hàm if. Rồi, bằng nếu. Rồi, nếu cái gì đây, chúng ta tiếp tục sử dụng hàm left. Tôi tách ra giá trị đầu tiên nằm trong mã hàng left phẩy 1. Nếu là s thì chúng ta đánh là bằng s. Để trong dấu ngoặc kép thì là gì đấy ạ? Là hộp. Rồi. Tiếp tục. Lại nếu tiếp. Left. Lấy ra ký từ đầu. Phẩy 1. Bằng K. Thì đơn vị tính là cây. Còn lại trường hợp khác thì chúng ta cho đơn vị tính là cái gì đấy? Chai. Đấy. Trong hàm này chúng ta sử dụng hai if thì chúng ta sẽ đóng ngoặc hai lần. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp tục cột đơn giá. Đơn giá là ba cái cột này đây. Thì để lấy được đơn giá thì chúng ta sẽ dựa vào mã hàng 1 và thứ hai là tháng bán. Đơn giá này. Đơn giá cái này đây. Để lấy được đơn giá thì chúng ta dựa vào mã hàng và tháng bán. Rồi, các bạn nhớ lại cho mình cái bài tập số 6. Bài tập số 6. Trong bài tập này có hai cột. Nếu bằng 1 tôi lấy cột này. Bằng 2 tôi lấy cột này, đúng không ạ? Và trong bài tập 12 của mình thì mình thấy là gì? Có 3 cột. Thì 3 cột thì chúng ta phải nếu thôi. Nếu tháng 1 thì chúng ta lấy cột này. Tháng 2 thì chúng ta lấy cột này. Và ngược lại, tháng 3 chúng ta lấy cột này. Phải nếu cũng đúng ạ. Thì các giá trị này
nằm theo từng cột, cho nên chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. VLOOKUP là hàm do tim lấy giá trị theo cột. Đây là cách thứ nhất, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng HLOOKUP. Tuy nhiên trong bài này không cần, HLOOKUP sử dụng nó hơi lâu một chút. Hàm thứ ba là chúng ta sử dụng hàm INDEX. Rồi, tôi sử dụng hàm thứ nhất VLOOKUP. Giá trị do tim là mã hàng. Chúng ta sử dụng hàm LEFT. Lấy ra hai ký tự đầu nằm trong mã hàng. Phẩy 2. Rồi. Tiếp tục bảng do tim. Giá trị do tim của tôi là mã hàng. Tôi mua đen mã hàng. Và giá trị cần lấy là 3 cột. Bên này. Tôi mua đen hết. F4. Phẩy column index number là vị trí cột chứa giá trị cần lấy. Như câu tên hàng chúng ta lấy là duy nhất là một cột, tên hàng duy nhất là một cột. Tôi đánh cột thứ hai là xong. Tuy nhiên trong cái trường hợp này là đơn giá, nó có 3 cột. Đơn giá có 3 cột đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải nếu. Nếu cái gì đây? Nếu tháng bằng 1. Nếu là tháng 1 tức là tháng bằng 1 thì chúng ta sẽ lấy cột thứ ba tính từ mã hàng sang. Mã hàng thứ nhất này, tên hàng là cột thứ hai này, tháng 1 là năm cột thứ ba này. Được chưa? Tiếp tục phải nếu là tháng 2. Nếu là tháng 2 thì tôi chọn tháng bằng 2. Thì chúng ta lấy cột thứ tư tính từ mã hàng sang. Và ngược lại bằng 3 thì chúng ta lấy cột thứ 5 đúng không ạ? 5. Hai ít thì chúng ta đóng ngoặc hai lần. Phải cách do là không, cách do tuyệt đối. Enter. Rồi, thành tiền. Thành tiền thì bằng số lượng nhân cho đơn giá. Đầu tiên đã thành tiền này thì bằng số lượng này nhân này đơn giá. Cái gì đây nữa? Nếu số lượng mặt hàng lớn hơn hoặc bằng 10 thì chúng ta giảm 2% thành tiền. Thì chúng ta phải nhân cho tiếp. Nếu số lượng, chúng ta chọn số lượng lớn hơn hoặc bằng 10, lớn hơn hoặc bằng 10, rồi thì giảm 2% thành tiền. Thành tiền ở đây là số lượng nhân cho đơn giá. Thì giảm 2% thành tiền. Tôi đang tính thành tiền khi tôi mua một cái áo hoặc là cái quần cái gì đấy. Nếu người ta giảm cho tôi 2%, đồng nghĩa là tôi phải trả là 98%. Đấy. Thì chúng ta sẽ đánh vào đây là 98. Giảm 2% thì chúng ta đánh là 98. Ngược lại không giảm thì chúng ta đánh là gì? 100%. 100%. Đấy. Đóng ngoặc. Chúng ta có thể đánh là 0,98 cũng được. Và không giảm thì 100%. 100% thì là 1 đúng không ạ? 100 chia cho 100 là 1. Đấy, câu tính thành tiền tương đối là dễ. Rồi. Tôi sẽ kéo công thức xuống. Bây giờ câu thành tiền này. Bên này xin lỗi, thống kê. Lập bảng thống kê theo một trên. Đây là một cái bảng thống kê đây. Bây giờ yêu cầu là gì? Chúng ta hãy tính tổng thành tiền theo tên hàng. Có nghĩa là chúng ta phải xem sữa chua là bán được bao nhiêu tiền, sữa tươi được bao nhiêu tiền, kem được bao nhiêu tiền và nước ngọt thế. Thì tính tổng chúng ta sử dụng hàm sum. Và một điều kiện chúng ta sử dụng hàm sum if là hàm tính tổng. Có một điều kiện. Hàm này chúng ta đã làm tầm khoảng 2-3 lần gì đấy. Cấu trúc của hàm sum if. Thứ nhất là vùng điều kiện. Thứ hai là điều kiện tính. Thứ ba là vùng tính. Vùng điều kiện, điều kiện tính và vùng tính. Ở trong này chúng ta tính thành tiền thì thành tiền gọi là vùng tính. Điều kiện là tên hàng. Sửa chua thì sửa chua gọi là điều kiện tính.
Và sữa chua nằm ở đâu ạ? Nằm trong đây, nằm trong cột tên hàng. Thì tên hàng gọi là vùng điều khiển bằng sum if. Theo công thức, thứ nhất là vùng điều khiển. Tôi bôi đen vùng điều khiển. Chúng ta sử dụng F4. Phải. Điều khiển là sữa chua thì tôi chọn là sữa chua. Phải. Vùng tính là gì đấy ạ? Vùng tính là thành tiền. Tôi chọn thành tiền. F4. Rồi chúng ta đóng ngoặc. Ok chưa? Rồi. Sau khi tính xong thì nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn cứ làm từng ô một. Các bạn cứ làm từng ô một. Và khi nào hiểu rồi thì chúng ta sẽ kéo công thức. Tôi sẽ kéo công thức xuống phía dưới. Rồi. Câu 6 yêu cầu cái gì đấy? Chúng ta sẽ rút trích ra những mặt hàng được bán trong tháng 3 và có số lượng bán lớn hơn bằng 10. Có nghĩa là có hai điều kiện. Thứ nhất là tháng là tháng 3 đúng không ạ? Và số lượng bán lớn hơn bằng 10. Tháng thì chúng ta sẽ copy tiêu đề tháng này. Dự control này, dự control. Chọn là số lượng. Chúng ta sẽ control C. Copy ra một ô bất kỳ. Rồi. Bước thứ nhất là chúng ta copy tiêu đề liên quan ra một ô bất kỳ. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đánh điều kiện. Điều kiện ở đây là tháng 3, tôi đánh tháng 3. Số lượng lớn hơn hoặc bằng 10 thì tôi sẽ đánh lớn hơn hoặc bằng 10. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta sử dụng công thức. Chúng ta gọi là tên của vùng điều khiển ở đây, vùng điều khiển. Ở dưới này chúng ta sử dụng công thức. Các mặt hàng được bán trong tháng 3 và tôi sử dụng hàm en. Thứ nhất là tháng. Trong tháng 3 chúng ta sử dụng hàm man để lấy ra là tháng. Xin lỗi, trong này tháng không nằm trong biểu thức cho nên chúng ta sẽ chọn ô đầu tiên của tháng bằng 3 này. Phải. Thứ hai là số lượng lớn hơn bằng 10. Chúng ta chọn dòng đầu tiên. Rồi, lớn hơn bằng 10. Đây là cách thứ hai, đóng ngoặc. Đơn giản thế thôi. Còn lại cách nữa thì chúng ta thể là rút trích từ cái bảng này. Tuy nhiên rút trích từ cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta vào data này. Chọn advanced. Thì ở trong này có 3 dòng. Dòng thứ nhất là chúng ta sẽ bôi đen bảng chính. Tôi bôi đen bảng chính. Được chưa? Dòng thứ hai là chúng ta bôi đen vùng điều khiển. Và ở đây tôi có hai cách. Thì thực ra chúng ta sử dụng cách nào cũng được. Đây. Nếu mà chúng ta sử dụng cách này thì tôi sẽ bôi đen cách này. Còn cách bên này. Đấy. Thì đây có hai cách chúng ta sử dụng cách nào thì chúng ta sẽ bôi đen cách đấy. Tôi bôi đen cái này. Và chọn là copy to another location. Rồi chúng ta sẽ chọn một ô bất kỳ đi. Được chưa? Thứ nhất là tháng 3 này, thứ hai là số lượng lớn hơn hoặc bằng 10. Tôi làm cách thứ hai luôn. Thay vì tôi chọn là bên này thì tôi xóa đi. Tôi chọn bên này. Copy ra một vị trí bất kỳ. Xóa đi. Đây thì chúng ta sẽ có hai cách như thế này. Được chưa ạ? Rồi. Bài tập đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập ôn thứ 3.